thách thức giới hạn. Với những giới hạn mới lại được đặt ra để vượt qua, để phá vỡ, mang đến những màn trình diễn tràn đầy cảm xúc, bất ngờ và vỡ òa. Với chủ đề sắc màu cuộc sống được thể hiện vô cùng hấp dẫn bằng âm nhạc. Thương mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, cho trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Mọi tiết mục là một màu sắc, một góc nhìn về cuộc sống, và hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng các producer Tuấn Mario, Minh Đăng và Tống Hậu Nhiên đón xem Thách Thức Giới Hạn vào lúc 21 giờ thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.